chào ngày mới quý vị khán giả. Hôm nay dự báo miền Bắc sẽ là ngày mà nóng nhất đợt. Nắng nóng như vậy, chỉ số tia UV hay còn gọi là tia cực tím có thể ở mức cao và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Theo các nhà khoa học, thì kính râm có thể chống được tác hại của tia cực tím lên đến 90%. Vì vậy, ngoài việc bôi kem chống nắng, mặc áo chống nắng, thì quý vị hãy nhớ là mang theo kính râm trước khi ra ngoài để có thể bảo vệ cho da và mắt nhé.